Em xin thân ái mến chào toàn thể đại gia đình của mình. À, đại gia đình ơi, hôm nay đại gia đình cho phép em là tấm cúc. Em xin kể về cái đời tư của mình tí xíu. Hôm nay em có cái tâm trạng em muốn kể về cái vấn đề của mình thật sự, chuyện gia đình. Thì nếu mà quý anh chị em nào cũng như cô chú bác có thích tấm cúc mà kể về cái đời tư mình một tí xíu thì xin ngồi đây lắng nghe em một tí. Rồi nếu mà quý vị nào cảm thấy là không thích về những cái đời tư của Tấm Cúc thì có thể lướt qua giùm em xin cảm ơn chứ không gì hết. Tại vì nó có một cái trục trặc, đúng ra là không ai mà giặt áo cho người xem lưng hết á đại gia đình. Nhưng mà nó rơi vào cái hoàn cảnh là Cúc không nói là Cúc không có ngủ được. Cúc rất là buồn. Tại vì chuyện đã qua đúng ra là cả chục năm rồi, không có muốn nhắc lại về cái chuyện mà vợ chồng, gọi là vợ chồng thì chắc tất cả ở trên cộng đồng mạng thì ít nhiều ai cũng biết Tấm Cúc ngày xưa đã có chồng và có con nữa. Nhưng mà bây giờ Tấm Cúc lại là một mình. Tại vì Tấm Cúc đã ly hôn từ 2012 rồi, tới hôm nay là 2021, là chỉ còn mấy tháng nữa là Tấm Cúc đã ly hôn được tới 10 năm rồi. Và Tấm Cúc vẫn ở như vậy để lo cho con và cả hai đứa con lận. Từ khi ly hôn thì con mình nó mới có 7 8 tuổi thì bây giờ nó đã lớn. Lớn hết rồi. Cái đứa lớn nó cũng lớn hết rồi thì mình cũng thấy yên ổn rồi. Và cái người chồng cũ thì cũng đã có vợ khác rồi, cũng đã có nhà nhà yên ấm của người ta hết rồi, thì coi như là đã vào dĩ vãng, vào quá khứ hết rồi. Thì Cúc cũng đang chuẩn bị cho mình một cái cuộc tình, cái mối tình nào đó đẹp để mà mình có thể là bước thêm một bước nữa trong cái đà đang đang cũng như là đang tìm hiểu có ai hợp với mình để mà mình coi như là chọn lựa đó. Nhưng mà vô tình có một cái người này, em làm cái clip này là tại vì cái người này có cái nick tên là Lim Ngô. Tại vì cái người này chắc chắn sẽ vô coi cái clip này, Cúc phải nói lên mới được. Tại vì cái bạn này không có biết gì về hoàn cảnh của Tấm Cúc ngày xưa và chồng cũ. Nhưng mà cái bạn này nếu mà Cúc đoán không lầm là bạn này ở gần nhà chồng cũ hoặc là làm việc chung với chồng cũ Tấm Cúc. Tại vì ngày xưa chồng của Tấm Cúc làm việc làm cán bộ nhà nước chứ không có phải là dân thường, cũng là cán bộ. Thì cái người này Cúc nghĩ cũng là một cán bộ. Cho nên là biết tên ông ấy, biết tên ông chồng cũ Tấm Cúc và biết cả Tấm Cúc, nhưng mà không biết Tấm Cúc gì hết. Cúc cũng không biết người này là ai, nhưng mà vô comment một câu rất là xanh lè. Một câu làm Tấm Cúc tổn thương và Tấm Cúc có thể kiện cái người này được. Tại vì cái danh dự người ta, bạn không biết gì hết, bạn vô chuyện tiếng lầm của Tấm Cúc, bạn coi trống kinh này. Bạn nói là Tấm Cúc là người phụ nữ mà là kiểu như thế này, là coi như là đi theo trai. Cho nên á, ông chồng mới bỏ. Thì bây giờ bạn nói đi, người phụ nữ nào mà bạn cho là đi theo trai? Bạn nói Tấm Cúc đi theo trai, bạn có bằng chứng gì? Nếu bạn có bằng chứng gì lấy ra đây. Cái gì tôi cũng chịu hết. Đừng có bao giờ xúc phạm danh dự người ta trên cái cộng đồng mạng, trên 100 mấy ngàn người trên cái kênh Tấm Cúc. Và bạn vô bạn comment, bạn nói tại Tấm Cúc theo trai cho nên chồng mới lấy vợ khác, chồng mới bỏ. Bạn xúc phạm Tấm Cúc gì vừa thôi. Cái chuyện mà ai bỏ ai hay là vợ chồng người ta không hợp, người ta ngưng, thì cái đó bạn không có quyền. Tấm Cúc chỉ có vô là coi như là trả lại cái comment bạn rằng là bạn nói chuyện rất là ngu. Bạn nói chuyện câu này tôi nghĩ là ngày xưa chắc bạn chung với dưới gầm giường của nhà tôi á, cho nên bạn mới biết. Phải không đại gia đình? Tại sao mình dám phản một câu là người ta đi theo trai? Trai là ai? Bạn nói được cái tên người đó đi tôi mới phục. Bằng không là bạn á, là tôi cũng phải coi cái bạn là gì. Nhưng mà nghe phong phanh là bạn cũng là một cán bộ, tôi có hỏi về một người bạn rồi. Thì bạn cũng là một cán bộ gì đó. Đó. Thì bây giờ á, cái lời mình nói ra tuy là nó không gì nhưng mà nó làm tổn thương người khác rất là nhiều. Cúc từ khi ly hôn tới bây giờ chục năm rồi, Cúc ở như vậy, Cúc nuôi con Cúc. Chưa bao giờ có một người đàn ông vậy thì bạn nói làm sao Cúc theo ai? Cả đến bây giờ Cúc vẫn một mình hoài luôn. Cúc không bao giờ nói mình tốt, chưa bao giờ giặt áo cho người xem lưng bất cứ cái chuyện gì và cũng không nói xấu ông chồng cũ luôn. Ổng đã có vợ rồi, yên ấm rồi, mình không có nên nói. Nhưng hôm nay bạn vi vô trong cái kênh tôi mà bạn á, móc ra bạn nói cái chuyện gì không có. Dù cho bạn có thể là bạn bè hay là làm việc chung hay gì, nhậu nhẹt chung gì với ông chồng cũ. Có thể vài lời qua tâm sự qua lại. Nhưng mà cái người đàn ông mình nó ngộ. Miễn thấy vợ chồng thôi với nhau là luôn đổ tội cho người phụ nữ. Lăn lòn có người khác. Tại sao bạn không đổi lại những người đàn ông nhậu nhẹt bê tha về đánh đập vợ con nên vợ con nó chán nó mới bỏ. Đó. Rồi còn cái chuyện mà riêng tư nhà tôi thì tôi không có muốn nói nhiều. Tôi chỉ biết là bây giờ là tôi và chồng cũ
không có ai liên hệ tới ai, tại vì anh ấy có vợ khác cũng đã từ lâu, và cả chục năm nay tôi ở với con tôi ở một cái nơi khác nha. Rồi đó là hết chuyện. Còn bạn, bạn kiểm điểm lại cái nội lời nói của bạn lại. Cúc nói trên đây cho cộng đồng bạn biết là những gì Cúc rất là anh hùng. Chưa bao giờ mà ly hôn với chồng mà lấy của cải của người chồng để mà đem về tạo dựng cho cái gia đình hôm nay, cho cái nhà Cúc đang ở hôm nay. Em nói tại gia đình sẽ nhiều khi á, có những cái con người nó kỳ, nó không có tin là phụ nữ có năng lực để làm việc được thành công. Nó thấy mình có thành công, có nhà cao cửa rộng luôn luôn, nó sẽ nói là chắc hồi đó lấy ôm đồ, ôm tiền, ôm vàng của bên chồng á, của bên nhà chồng á, cho nên nó mới đi ra làm được như vậy. Nhưng mà sai hết rồi quý vị. Em nói quý vị, bên chồng em rất là khá, bên chồng cũ ngày xưa rất là khá. Đất đai phải nói là coi như là cũng là thuộc dạng là cò bay, là thẳng cánh. Đó, rồi chồng thì làm việc. Đó, cũng ngon lành lắm, cho nên là không đến nỗi nào hết. Nhưng mà khi ly hôn, Cúc không lấy gì hết. Ruộng đất bao nhiêu, để lại cho bên ổng hết. Không lấy. Cả một cái nhà của vợ chồng chung là Cúc với chồng Cúc, Cúc vẫn để lại. Để lại không phải là để lại cho riêng ổng, mà Cúc để lại, Cúc làm giấy, tại vì trong đó hai đứa đứng tên, có tên tấm Cúc và tên ông chồng cũ. Thì Cúc có nói á, là để lại cho ba phần. Một phần là cho ông chồng cũ, một phần cho con gái tấm Cúc, và một phần cho con trai tấm Cúc, có nghĩa là hai đứa con tấm Cúc với cha nó là ba phần trong cái ngôi nhà đó. Khi nào hai đứa nó lớn, nó trưởng thành á, thì muốn bán á, thì chia làm ba, là ba phần đó Cúc không có lấy, chứ Cúc chỉ có quyền ký vô để cho bán được thôi, tại cái nhà đó Cúc có đứng tên. Rồi là hết. Tại gia đình thấy tấm Cúc có gì, tấm Cúc chỉ có lấy một cái là cái nền nhà bây giờ ở đó, mà cái nền nhà đó nó chưa có làm bằng khoáng, Cúc phải đóng vô 100 triệu mới làm được cái bằng khoáng nhà. Thì giống như tấm Cúc bỏ tiền ra tấm Cúc mua cái đất rồi còn gì nữa, phải không? Chỉ có bao nhiêu thôi, còn lại của cải tất cả bỏ lại hết. Cái bằng nói là tiền tỷ chứ không phải là tiền ít. Nhưng mà bên ngoài không thấy đâu, thấy tấm Cúc có cái nhà này á, cái nhà cao cửa rộng mà hiện giờ á, cũng không quá gì cao cửa rộng, cũng gọi là đối với tấm Cúc đó là một cái lớn, thì tấm Cúc nói như vậy thôi. Chứ đôi khi đối với anh em bên ngoài thì người ta cảm thấy nó cũng rất là bình thường, không có gì mà sang trọng, không gì là giàu. Nhưng mà đối với tấm Cúc đó là tâm huyết cả đời của tấm Cúc mới có được hôm nay. Cúc nói Cúc cố gắng khi mà là làm ngày làm đêm đủ thứ chuyện để mà kiếm được đồng tiền. Cúc cực lắm, Cúc làm salon tóc, thức đêm thức hôm để mà làm cô dâu. 1-2 giờ khuya cũng gán thức để làm, để mài mò, để mà kiếm tiền, rồi dành dụm để mà chắc mốt đến một ngày ấy, là mình mua một cái căn nhà mà mình mua không bao giờ đủ tiền mặt, cho nên cũng phải đi vay ngân hàng và lấy cái sổ của cái nhà mình mới mua này nè, cái bằng khoáng này nè, mình đi thế chấp với ngân hàng để ngân hàng cho mình vay để mình trả. Rồi Cúc ở và hai đứa con của Cúc ở với Cúc, rồi Cúc mới làm, Cúc mới trả từ 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 vô ngân hàng, cho đến ngày hôm nay thì cái nhà này Cúc mua cũng 4-5 năm rồi, nhưng mà trả vẫn không hết. Cúc vẫn thiếu tiền nợ trong ngân hàng một đống. Nhưng mà ở ngoài người ta đâu biết đâu. Ở quê cũ của bên chồng Tấm Cúc và những người làm việc, làm cán bộ, người ta nhìn thấy Tấm Cúc có cái cuộc sống nó hơi sang trọng, thì người ta lại nói là chắc Cúc lấy tiền của bên chồng, hay là lúc mà thôi nhau đó là Cúc lấy của, Cúc ôm của đi, Cúc nên Cúc mới mua được cái nhà này. Đó là rất là sai lầm. Cúc nói thật, cả cái nhà của Cúc, Cúc còn không lấy, Cúc cái nhà chung Cúc còn để lại cho ông chồng và hai đứa con. Và Cúc đem hai đứa con Cúc lên nhà, bây giờ Cúc bảo bọc Cúc nuôi hàng ngày, trong khi cái nhà đó để không cho người ta mướn, hàng tháng là ông chồng cũ lấy tiền. Quý vị thấy có đau cho Cúc không? Tòa án là có cái giấy quyết định sau ly hôn đó là Cúc nuôi con là cái ông chồng cũ phải cấp dưỡng cho cái thằng con trai, tại nó còn dưới 18 tuổi, con gái thì trên 18 rồi, không có cấp dưỡng, con trai thì dưới 18, phải cấp dưỡng cho nó tới khi nào 18 tuổi thì mới ngưng. Nhưng mà ông chồng cũ không cấp dưỡng cho Tấm Cúc một đồng nào quý vị. Đó là cái sai của ông đúng không? Nhưng mà đối với Tấm Cúc á, thì đôi khi mình thấy trời cũng thương mình, ưu ái cho mình làm ăn cũng thuận lợi, cho nên Cúc không muốn nói ra, nếu nói ra con Cúc nó buồn, chứ không phải là Cúc ngu cũng không biết nha. Tại vì á, là nếu mà nói là ngày ngày xưa á, là tòa án á, là đưa ra là cấp dưỡng á, cái thằng con nhỏ Cúc á, là ông chồng cũ ông cấp dưỡng á, một tháng chỉ có 600 mấy, chưa đầy 700.000 tiền Việt Nam nữa tại gia đình, thì có làm được cái chuyện gì, trong khi ba mẹ con nó Cúc ở nhà tháng đóng tiền điện còn trên triệu nữa, thì có 600 mấy có làm gì. Nhưng mà ông ấy không đưa Cúc đồng nào hết. Có lần Cúc có là nhắn tin với lại bên phía tòa án á, tại vì á, Tấm Cúc có kết bạn, có Zalo nhiều với lại là cán bộ làm việc ở đó,
Thì Cúc có nói là cái chuyện mà cấp dưỡng, mà anh ấy không có cấp dưỡng cho Tấm Cúc để nuôi cho con, thì cái đó có sai không? Có gì? Nhưng mà ông ấy ông nói là có nhiêu đâu, có 600 mấy thôi bỏ đi em ơi. Đó, tại sao mà giải quyết được mà kêu Tấm Cúc phải bỏ, trong khi một người phụ nữ như Tấm Cúc thì làm gì có tiền để nuôi cho con nổi. Nhưng mà Cúc cũng gán, nuốt nước mắt bé gán. Nhưng mà ông trời cũng thương cho Tấm Cúc, làm đâu cũng được đó. Mạnh khỏe, sức khỏe là Cúc mừng rồi. Cúc cũng không có muốn nói nhiều nữa. Nhưng mà vì một người đó là bạn của ông chồng cũ hay là cán bộ gì đó, thì Cúc cũng muốn xin nói cái clip này để biết, để mà giải oan cho Tấm Cúc. Không phải là một con người mà đi theo trai, theo trai tại sao mà không bỏ con. Cái thời mà Tấm Cúc với ông chồng cũ ly hôn là Cúc mới có chừng 30 tuổi, hơn tí xíu, 30, 31 vậy thôi. Đó, thì cái lúc đó là đã gia đình biết Tấm Cúc phơi phới lắm, hút cái lấy chồng mới được nữa. Cầm cái tấm chấm giấy ly hôn trong 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 tay mình rồi là mình tự do rồi, tại sao Cúc không đi lấy chồng mà Cúc ở tới bây giờ, Cúc tạo dựng tới bây giờ. Bây giờ người ta có cái cặp mắt tệ cái nào người ta cũng nhìn ra được một người phụ nữ có năng lực, có khí thế như thế nào để mà vững mạnh để mà như vậy. Chứ không phải mà nhào vô mà nói nó theo trai, nó kể chuyện tầm bậy là nó theo trai cho nên nó mới kể chuyện tầm bậy. Cái câu này rất là xúc phạm tới người khác. Kể chuyện tiếu lâm là một chuyện, còn cái chuyện mà theo trai hay không là chuyện khác. Nha. Nhiều người làm như vẻ đoan trang lắm nhưng thật sự nó không có phải đoan trang. Nha. Đó. Còn Tấm Cúc là khác. Tấm Cúc hả? Tôi nói thiệt với mọi người, với đại gia đình, với cái người vừa nói với Tấm Cúc cái câu mà Cúc theo trai. Tôi nói thiệt chưa bao giờ ai đụng được cái móng tay của Tấm Cúc. Thật sự như vậy luôn. Chứ đừng có nói, đừng có thấy tôi kể chuyện rồi nói chắc dễ ăn hay gì. Không có đâu. Cuộc đời tôi chỉ có là thương bản thân tôi, thương gia đình và thương con tôi tiếp tục tôi làm. Tôi làm chừng nào mà đến một cái nào đó gặp cái duyên hợp với tôi thì tôi sẽ lấy làm chồng, còn bằng không tôi ở tèn 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 vậy hoài đó. Hôm nay á, là em nói cái clip này á, là em đã gia đình cũng nghe, em cũng cảm ơn là đã nghe nãy giờ những cái tâm tư của em. Đúng là em phải nói nhiều hơn nữa, nhưng mà khi mà em nói để em bấm máy em quay em nói hết tất tần tật ra những cái mà em uất ức trong cái trái tim em từ chục năm nay, từ 10 năm nay sau khi ly hôn, em nói để em nói hết và em dằn lòng, em không khóc nha, em nói rồi nha, mày không khóc nghe Cúc, mày mày lên làm clip mày khóc nữa là mày no đó. Khi em ngồi trong cái kiếng em chải đầu em nói như thế và em quyết định em lên em nói cho nó dữ. Nhưng mà khi em cầm máy em quay hiện giờ nãy giờ là hình như là em kiềm chế rất là nhiều đó đại gia đình, em không nói được gì hết trơn. Giống như là nếu mà em nói ra thì chuyện cũng đã rồi rồi, em với chồng cũ cũng đâu có thể mà hàn gắn, tại vì ổng có vợ rồi, còn em thì cũng tương lai sắp tới của em nữa, cho nên là đâu có gì đâu, đâu có phải bươi móc là chuyện cũ để làm cái gì cho con cái mình nó buồn. Nhưng mà vì cái người này, cái người mà vô comment là cái người là đọc cả cái tên ông ấy ra còn kêu bằng chú đó nữa, có nghĩa là chú em đó, có nghĩa là anh em với nhau đó nha. Rồi vô có nghĩa là muốn bêu xấu Tấm Cúc, tại vì trên đây nếu mà bình luận ra một cái biết bao nhiêu người xem được, mà dám vô phản một câu là tại vì Tấm Cúc theo trai cho nên chồng mới bỏ. Tại sao Tấm Cúc không kể cái tay khúc Tấm Cúc theo trai với chồng mới bỏ? Trời ơi bạn ơi, bạn nói chuyện chừng bạn bị thụt lưỡi bạn chết luôn á. Bạn nói kỳ quá à. Nếu mà bạn là một người trong rừng thì còn đỡ, nếu mà bạn là một người cán bộ thì tôi nghĩ là ai đã bầu bạn lên sai lầm lắm rồi đó. Không có thể nào mà dùng cái lời lẽ đó nói trước mặt cộng đồng như thế được hết trơn. Bạn có biết gì người ta không mà bạn dám cho rằng người ta theo trai? Và theo ai bạn phải nói rõ, nếu theo ai có bằng chứng gì ra đi, cái gì tôi cũng chịu hết. Còn bạn không, tốt nhất là bạn comment bạn xin lỗi lại Tấm Cúc nha. Bạn Lim Ngô, Ngô Lim Lim Ngô vậy nè. Cúc nói này lên biết bao nhiêu người ở cái quê dưới đó sẽ nhìn được, cái quê hương Hậu Giang ở dưới đó sẽ nhìn được ha, rồi sẽ biết huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang sẽ biết được cái nick này, và biết bao nhiêu người trong đây đều quen biết với Tấm Cúc hết, có bạn bè, có người thân bên chồng cũ, bên bên gia đình ruột, bạn bè đều biết hết, cho nên cái clip này hy vọng sẽ tới tai của bạn để bạn biết thế nào là một người là không phải là dễ để bị ăn hiếp với những cái clip kể chuyện mà hài hước mà bạn cho là người ta không có đàng hoàng, có nghĩa là cái đầu bộ óc bạn rất là không có đàng hoàng nha. Rồi thì bây giờ nói tới nói lui thì giống như em tự giặt áo cho người xem lưng em cũng rất là ngại, tại vì dù sao thì em cũng nhìn tới cái tương lai phía trước chứ em không có muốn nhìn lại sau lưng.
cái phía trước của em cảm thấy nó rực rỡ với những gì em cố gắng có được hiện nay. Thì em không thể nào mà em quay ngược với lại để em bực bội. Nhưng mà thật sự nó không bực bội, chịu không nổi ra gia đình. Nghe một cái là mình cảm giác như là con người mình nó xấu xa lắm vậy. Bị người ta đem lên trên cái bàn, lên thớt để người ta nói. Cái này nếu mà đại gia đình nghĩ là nếu cái ông này á, mà ổng vô bàn nhậu, ổng sẽ đem chuyện Tấm Cúc ra và ổng nói xấu Tấm Cúc về gì đúng không? Dù người ta không biết đi, ổng nói ra người ta cũng tưởng là thiệt. Tại người ta đâu có đối chiếu với Tấm Cúc và đâu có ai biết Tấm Cúc là ai. Cả ổng cũng không có biết Tấm Cúc là ai. Chưa một lần nói chuyện với Tấm Cúc mà ổng dám khẳng định Tấm Cúc theo trai. Coi người đàn ông ác mồm ác miệng. Tốt nhất bạn không có con gái nha. Nếu mà bạn có con gái thì sau này những gái bạn tội nghiệp lắm. Nó sẽ bị người khác nói lại như vậy, lúc đó bạn mới thấy đau. Cái chuyện vợ chồng không tránh khỏi chuyện mà ly hôn với nhau hàng ngàn người chứ không phải riêng Tấm Cúc. Nhưng mà người ta lịch sự, người ta không có muốn là đổ thừa là tại lỗi tại anh, lỗi tại em hay là lỗi tại gì hết. Mà người ta im lặng, người ta ra đi, người ta chia tay. Thì trong cái im lặng đó là tự động các người suy nghĩ, các người cho rằng người phụ nữ nó xấu xa, có đàn ông khác hay gì đó. Cho nên vợ chồng mới thôi. Tại vì cái người kia là cán bộ, mà cô thôi có nghĩa là chắc cô có mẹo, cô có ghệ, cô theo trai. Đó là sai lầm của các anh. Dù cán bộ cấp cao, cấp lớn, cấp gì, nếu không đàng hoàng vợ nó vẫn là từ mặt. Đối với ai không biết, như đối Tấm Cúc là như vậy. Dù cỡ nào đi mà không đàng hoàng vẫn từ mặt, vẫn ngưng được, vẫn thôi được. Như vậy đó. Vừa lòng bạn không? Thì em nói cái clip hôm nay cũng tới đây thôi. Em xin dừng cái clip lại đại gia đình. À, để em còn tâm trạng em kể chuyện cho đại gia đình mình nghe nữa. Chứ mà em khó chịu em lên em nói cái người đó mà giống như em đang nói gì với đại gia đình. À, mong đại gia đình mình thông cảm bỏ qua nếu em có lỡ lời gì ha. À, em kính chúc đại gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe. Và em quay lại để em kể chuyện cho đại gia đình mình nghe những cái ngày tiếp theo nữa nha. À, cảm ơn đại gia đình đã lắng nghe em nãy giờ. Bye bye.